của giọng đá thanh niên thôn Hà Lỗ năm 2020. Trọng tài bắt chính hôm nay là trọng tài Minh Thắng và Quang Sáng. Một trọng tài thì được gọi là Thắng Messi, còn một trọng tài được gọi là Sáng Lukaku. Đây là hai anh em ruột trong một gia đình. Người anh sinh trước thì ít được ăn hơn. Trọng tài Minh Thắng thì có chiều cao khiêm tốn ngang Messi thôi, 1m60, 1m69. Còn trọng tài Quang Sáng thì sinh sau, năng lượng được nạp thường xuyên hơn và anh có cân nặng là một vận động viên của môn vật truyền thống. Và như vậy nếu như trong trận đấu ngày hôm nay bàn thắng đầu tiên được ghi thì anh Hoàng và anh Dũng sẽ dành tặng số tiền 2 triệu đồng cho trận đầu tiên cho trận chung kết. Ngày hôm nay thì các tổ liên quân 84-90 họ mang trang phục áo đỏ, trang phục truyền thống của câu lạc bộ Liverpool. Không được. Tình huống nguy hiểm đầu tiên đến từ ca thủ liên quân 84-90. Ngày hôm nay liên quân 84-90 ra sân với Thành Xuân Trường. Rồi, không vào. 87 đang thi đấu pressing. Họ đang mặc trang phục của câu lạc bộ Liverpool. Đây là Dương Chí. Không vào. Thi đấu như thế này có thể dễ hiểu thôi, tại sao là các cầu thủ trẻ và đội bóng vẫn là các cầu thủ liên quân. 87-88 đang rất chủ động, rất khỏe. Coi. Không vào. Tưởng chừng như bàn thắng đã đến rất gần. Và dứt điểm của Đức Anh, nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Xuân Trường. Coi. Rất đáng tiếc cho pha phối hợp của liên quân 84-90. Pha làm tường khá hay. Và như vậy là trọng tài đã công nhận bàn thắng. Pha ghi bàn đến từ cầu thủ số 18 Dương Thiện. Chưa có bàn thắng ở tiếng vừa rồi. Các bạn có thể xem lại trên trang fanpage của Bình Luận Viên Anh Hùng. Bóng chưa qua vạch vôi. Vẫn còn ở ngoài khoảng vạch vôi tầm 20cm nữa. Ít nhất là phải 10cm là ít. Chưa qua vạch vôi. Và chuyền bóng rất nguy hiểm. Không vào. Những tình huống hãm thành liên tiếp được các thủ 87-88 tạo ra. Một pha đánh đầu khá nguy hiểm. Thủ thành bên phía các thủ liên quân 84-90 đang bị đau. Rất nguy hiểm. Một tình huống đầy tiếc nuối đến từ các thủ liên quân 84-90. Pha đánh đầu sượt bóng. Rất quyết tâm. Pha đánh điên hay. Không vào. Vẫn không được. Sức tấn công của 87-88 là tốt hơn.
Một tình huống treo bóng. Như vậy trước đó đã có tiếng còi của trọng tài. Rất nguy hiểm. Thứ hai này thì đã có thêm những nhà tài trợ đồng hành cùng với cái giải đấu nhất nhì ba để giúp cho giải đấu phong phú thêm. Và tỷ số là 1-0. Quá bất ngờ. Và không vào. Chúng ta tưởng chừng như bàn thắng đã đến. Còn đó là lưới thủng. Họ vẫn đang chờ đợi 84-90 dâng cao. Một tình huống mà có lẽ là thủ thành của Liên Quân 84-90 nghĩ là mình đang chơi bóng chuyền. Dứt điểm ngay. Và tỷ số là 2-0. 2-0 dành cho các thủ Liên Quân 87-88. Và phối hợp rất nhanh. Và người ghi bàn chính là Hoàng Đức Cảnh. Không được. Một tình huống hiếm hoi mà cao thủ bên phía 84-90 phối hợp có nét ở trong bài này. Người dứt điểm là Thanh Việt. Những khán giả của 84-90 đã không còn gõ trống và đánh chiêng nữa. Không được. Có lẽ ngay cả khán giả của 84-90 cũng không tin vào một cuộc lội ngược dòng. Không vào. Pha xử lý bóng tương đối mềm mại đến từ Dương Văn An. Không được. Rõ ràng là cao thủ 87-88 đang thi đấu hay hơn. Một pha cản phá rất xuất sắc. Cơ hội. Vẫn không có bàn thứ tư. Tinh thần của các thủ Liên Quân 84-90 đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau bàn thứ ba. Như vậy là bàn thắng thứ tư đã đến. Cao thủ 87-88 cứ tay ai vào là người đó ghi bàn. Phạm lỗi rồi. Và như vậy là tỷ số rút ngắn xuống còn 1-4.
5-1. Không muốn dừng lại. Rõ ràng là 87, 88 xứng đáng có thắng hơn và xứng đáng có chiến thắng ngày hôm nay. Và trọng tài Minh Thắng đã đổi còi kết thúc trận chung kết. Kết quả cuối cùng thì các đội Liên Quân